Anh đang đứng ngay kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Thì đây là cái con đường Hoàng Sa nha anh chị. Và hôm nay một căn nhà được bán với mức giá giảm rất là sâu, nằm ngay mặt tiền đường Hoàng Sa thuộc phường 11, quận 3 nha anh chị. Đây là căn nhà mà hôm nay Văn sẽ giới thiệu đến anh chị. Chúng ta có một căn nhà với kết cấu là 4 tầng. Thì căn nhà này khá là cũ cho nên là chủ nhà đã lên một cái bản kế hoạch là sẽ xây một tòa nhà lên tới 8 tầng. Nhưng mà hiện tại đang nợ ngân hàng tới 12 tỷ cho nên là cần phải thanh lý và bán sớm tài sản này. Và mức giá của căn nhà này chỉ 130 triệu một mét vuông nha anh chị. Tức là hiện tại thì căn nhà này bán giá là 25 tỷ 8. Đây là một mức giá sốc nhất thị trường ngay tại mặt tiền đường Hoàng Sa. Rất hiếm một căn nhà, một vị trí bất động sản mà có một mức giá như thế này. Thì đây là một cái con đường một chiều và lưu lượng xe di chuyển rất là đông. Mình còn một cái hẻm bên sau nữa. Thì đây là một vị trí rất là đắc địa. Và nếu anh chị và các bạn quan tâm thì hãy liên hệ Văn với số điện thoại 0938 868 120. Xin chào.